Đấy, một chiếc xe máy nữa được chính thức là đủ giấy tờ. Để làm sao chứ? Xong là mình đi thôi. Tiền anh gửi cho chú ấy rồi. Gạt chân trống đi. Anh bó hộ để một tí. Có biển chưa Hồng? Chưa. Chưa à? Chưa. Báo chào các ông các bà đi. Cháu xin chào các ông các bà, các bác, các cô, các anh và các chị. Và cháu xin chào ông Hùng và cháu xin cảm ơn ông Hùng rất là nhiều. Hôm nay lấy biển rồi nha. Ở đây nó là có bảo hiểm chứ? Có rồi. À có rồi đó. Đồng hộ ghi thêm cái biển số và cái bảo hiểm lấy cho chị mang về đây không? Mến chào quý khán giả, tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Ngày hôm nay thì là công ty cũng alo cho em báo là có biển số rồi. Đẹp không Hồng? Phải đẹp nhá. 05. 05. 05 nghĩa là gì? Nhân viên bán hàng. 012, sao không phải 34? 012, 05. Sao không phải 34? Ôi, chê tí thôi, biển nào cũng là biển đẹp hết. Đẹp hay không là do mình đó. Biển đẹp như ngày trước chơi máy đây. Biển số xe cũ rất là đẹp. Nhưng mà cuộc sống vẫn khổ thôi. Ký cho chị ấy. Hôm nay nhân tiện là có biển số này, lắp biển số này, sau đó là mình sẽ đi mua một cái téc nước luôn. Nó hơi cồng kềnh một chút nhưng mà cũng nhẹ thôi. Đợt phứ 205 là còn chở mấy cây số đường rừng rất là khó mà vẫn chở được. Thì chốc nữa là báo chắc cũng sẽ chở được vào đó. Ép biển bao nhiêu tiền? Ép biển có hai loại, một loại ép không biển titan là 65.000, còn ép lại chống nước chống bụi thì sẽ lên lâu hơn thì sẽ là 100.000. Đây. Ép đi, 100.000 đi. Bạn có lấy xe qua đây không? Bởi vì ông Hùng gửi dư tiền ra, anh sẽ hôm nay kiểm tra định kỳ luôn gì? Hôm nay được bao nhiêu ngày rồi? Mình mua ngày 12 sao ấy? Hôm nay là ngày thế thì bạn có muốn kiểm tra định kỳ luôn không, hay là đợi đến 12 tháng 9 thì kiểm tra định kỳ? Thay dầu lần nào cho em? Đi được bao nhiêu cây à? Đi em đi được bao nhiêu cây số rồi? Đi ra xem đi. Rồi đi ra bên kia lắp biển đi. Hồng cho đi ép biển đi. Thấy dầu luôn không? Chưa cần thay đâu nhỉ. Đi được 500. À, 500 cây sau thay xong. Hãy báo vào bóc đi. Bác Hùng gửi tiền về dư 100.000 luôn đấy. Thì là anh sẽ để cái này cho em lắp biển luôn nhé. À, em bóc đi, bóc ra đi. Tự tay bóc đi. Đấy, một chiếc xe máy nữa được chính thức là đủ giấy tờ. Cảm ơn ông Hùng nè. Cháu xin cảm ơn ông Hùng và cháu xin cháu to lên. Cháu xin cảm ơn ông Hùng, cháu xin chúc ông Hùng, cháu xin chúc ông Hùng luôn luôn là mình khỏe. Rồi cười tươi lên xem nào. Xong chưa nhỉ cửa nhỉ? Dầu thôi, đi 200 cây nữa thay nhé.
Thực ra là em đi đến 1.000 cây thay cũng được, nhưng mà lần đầu thì tiêu chuẩn của nhà máy thì vẫn khuyên khách hàng là đến 500 cây là thay. Rồi là các lần sau thì em cứ đi được 1.000 cây số là em sẽ thay dầu một lần nhé. Đấy, cố gắng là thay dầu đều và đi giữ gìn thì xe nó cũng chẳng bao giờ hỏng đâu. Giống như cái chiếc quay trắng của Khâm ấy, đi bản bao nhiêu năm nay thì mình cũng thay định kỳ rất là đều, và cái căn bản thì mình đi mình cũng giữ xe nữa thì gần như là cũng chỉ nhông xích các thứ mòn thì thay, hay là thủng xăm thì sửa thôi, chứ máy móc bền lắm, chưa bao giờ bổ máy hết. Hôm nay thì là đến đây thì cũng xa xa nên là cửa hàng sẽ kiểm tra định kỳ lần đầu tiên cho mình luôn. Trong 3 năm bảo hành thì có 6 lần kiểm tra xe định kỳ các bạn. Xong rồi gì? Ok. Đấy, buộc cũng xong lại đúng không? Đấy. Em mình đang đi mua téc nước các bạn. Một cái téc 1.000 khối cũng rất là to. Cái này thì cồng kềnh thôi nhưng nó cũng nhẹ thôi. Van mà cứ về là chỉ việc xả nước và là sử dụng thôi các bác ạ. Đấy, bục cái đấy chắc mà. Nếu mà bình thường con này đi so với xe xăng thì nó rẻ được khoảng được 1/3. Vâng, cái này của chú xe dầu à? Xe dầu. À. Xe xăng thì xe này bây giờ nó không có giá trị đâu, mà xe xăng xe này rẻ bèo. Vâng. Vì mấy con xe xăng ở ngoài huyện bây giờ thì tầm 550-600 nét căng. Vâng, vâng. Nếu như một con này mà 2.000 đồng. Chắc chưa? Nhất rồi đấy, nhất rồi đấy. Bây giờ mình chắc đặt cả khung cả téc lên luôn chú nhỉ? Ừ. Phải cho cả khung và téc lên để chẳng cái chân nó mới buộc một thể. Không thì cho ra. Tí nữa buộc vào đằng trước đi, không tí đứa đường lại rơi đấy. Bỏ ra, đấy. Thế rồi rơi đấy. Giờ anh phó hộ nhấc lên. À, buộc dây co vào trước đi. Không sao đâu, chỗ này không sao. Cái chân kia rồi mà đến cái téc rồi. Một dây co vào trước. Pháo pháo hộ các anh đi. Pháo đã dự định nói rõ pháo hơn gỗ rồi. Lúc nào nó mang lên, lúc nào anh điện cho anh bảo chúng nó đèo cầm xe máy lên cho anh. Rồi. Đảm bảo không? Hả? Rồi, buộc vào, bây giờ buộc dây co vào. Chẳng cẩn thận vào là được. Hôm qua thì mai chờ cho. Hôm nay bây giờ tối nay. Hơi cồng kềnh một chút đấy nhỉ. Cho vào cửa thì nó không nhẹ mà, nó không phải là cái nặng. Ông Hùng tài trợ cái téc 1.000 lít này cho gia đình báo em các bác nhé. Hôm nay là mình đi lắp biển, rồi là mình mua téc một thể luôn. Và chút nữa thì Khâm sẽ cùng báo đi qua đoạn thị trấn này. Ở đây hơi cồng kềnh thì mình nghĩ rằng là mình cũng từ từ túc tắc đi thôi. Vấn đề là phải buộc chắc vào, báo ạ. Chẳng lên, chắc vào.
Đấy, nó có cái cây ngang này nó mới không chòng chành những cái thuyền đấy. Có khi con không cần chẳng lên bên trên đâu chú nhỉ. Vẫn là chẳng qua không cho nó đi. Chẳng qua một lượt nhỉ. Đấy, cháu nhằng sang đây, cháu buộc cái đầu này vào với cái cây này. Cháu bó đâu, cái cây kia cũng buộc vào với này, cái hôm nay ra kiểu người chân chính nó chỉ sang một tí đây kìa. Đây này, buộc cái đầu này vào với cái cây này thì nó không bị xiên gì nữa. Đấy. Đấy, vòng một đai lên trên này thôi, một cái đai, một đai vòng lên trên cho nó chắc vào, là chủ yếu là cái bên dưới này này, cái bên dưới phải chắc vào. Đi lấy cái dây gạch buộc hai cái đằng sau, vòng lên trên báo em ạ. Đấy, bây giờ em vòng qua, em vòng qua bên kia xong em buộc bên dưới vào tiếp. Đấy, vòng một đai, đấy là chắc rồi. Đấy, có cái bột đầu này mà. Cố định ở mấy cây bên dưới nữa này là chắc chắn đảm bảo rồi nhỉ. Ừ, nó có cái cây ngang à. Không được tạo thành như cái thuyền. Em lại kéo em vào buộc vào trong cái đuôi xe kia đi cho nó chắc đi. Về thì nó xô thế này thì bảo nó đừng để chia hai bên nó cân nhau nhé, đây này. Đây nhá. À, cái này với cái này hai bên nó phải cân nhau, nhau. Nó xô sang ấy. À, vâng vâng. Chứ không nó vào cái cạnh này là thủng ấy. Vâng vâng. Cái góc này với giữa hai cái bình này và vâng, chỗ này. Vâng ạ. Vâng. Và cái đầu bên này mình phải chia nhau cho nó thật cân. Vâng ạ. Cả bốn góc luôn. Thế là mình về để nhà mình chia nhau cân nhau để bơm nước vào đấy. Vâng ạ, vâng vâng đúng rồi. Táo nhá, nghe nhá. Đấy nhớ chưa? Về chia đều cái này ra. Ừ. Tức là chia đều hai, bây giờ nó đang sang bên này. Ờ đúng rồi. Thì phải chia cái này sang bên này. Đúng rồi, lùi cái này sang bên này. Cái này phải đây, cái góc này nó phải vào chỗ này. Đúng rồi. Cái này nó phải vào chỗ này. Ừ. Chứ đừng vào cái cạnh này là thủng. Đấy, nó cắn là thủng. Được rồi. Nhiều nhà cứ để thế này về cho nước vào thôi, thế là coi như một đầu cái hấn đầu này. Vâng, là nó danh thủng đúng không? Nước đúng. Thì nặng mà. Nước này nặng. Chắc chưa? Chắc chưa? Đảm bảo chưa? Ngồi lên xe đi. Ngồi lên xe đi cho anh Báo để đằng, anh Phó để đằng sau chứ. Xong là mình đi thôi. Tiền anh gửi cho chú ấy rồi. Gạt chân trống đi. Anh Phó hồi để một tí. Ok. Đảm bảo không? Vững chưa? Rồi bây giờ anh sẽ đi trước nhé. Biết thế này rất là cảm ơn đến ông Hùng, bác Hùng đã gửi tặng đến em Báo em một chiếc tét to như này. Và hôm nay là cũng đi lắp biển rồi, thông tin cho bác được biết, chiếc xe máy cũng bác tặng nên hôm nay là cũng đủ giấy tờ để lưu hành rồi. Cảm ơn bác rất là nhiều, chúc bác có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Bây giờ là video xin phép được tạm dừng thôi. Hẹn gặp lại tất cả quý khán giả trong những video tiếp theo.